Đại nhạc hội thường niên Happy P 11 do trường Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức liên tục đầu tháng 5 tại Cần Thơ, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Tây Nguyên đã thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo giới trẻ cả nước. Tour nhạc hội xuyên Việt có sự tham gia của nhiều cái tên đình đám như là Đen Vô, Hoàng Thùy Linh, Trúc Nhân, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Chili, Tăng Phúc, DJ Nie và Hồng Thanh, Hồ Phương An. Những bản hit gây sốt trong năm qua như là Mang Tiền Về Cho Mẹ, Gieo Quẻ, Si Tình, Ngày Đầu Tiên, Rồi Tới Luôn, Nàng Thơ đã được cất lên trên sân khấu cùng với hàng nghìn ánh đèn flash. Tại mỗi điểm dừng, ngoài các phần trình diễn được chờ đợi của các ngôi sao ca nhạc, thì Happy P 11 còn làm khán giả ngạc nhiên và hứng thú với những tiết mục bất ngờ ngẫu hứng. Trở lại sau một năm tạm hoãn, sau 10 năm liên tiếp tổ chức, Happy P đã là sự kiện sôi động bậc nhất trong cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam hiện tại. Tính đến ngày 10 tháng 5 khi đêm diễn cuối cùng kết thúc thì đại nhạc hội này ghi nhận gần 60.000 người tham dự và hơn 70.000 người theo dõi trực tuyến. Rồi cùng sẽ tìm